cùng nhau xem sự khác biệt của đặc công Anh và đặc công Mỹ. Buổi sáng thức dậy, Hop một thân một mình. Xô thì có gái ở chung. Hop bên trái ăn trứng sống. Xô hưởng thụ cuộc sống thêm chút sầu chậm chậm trên trứng. Hop thì tiện ăn hai muỗng protein, còn Xô thì làm xong một bữa sáng tinh tế. Hop lái một chiếc xe hỏng nát, Xô lại lái chiếc siêu xe Aston Martin. 10 phút sau, Hop đã bắt đầu nâng tạ tập luyện rồi. Mà Xô còn ở đó pha cà phê. Lúc này hai người đồng thời nhận được điện thoại. Hai người cùng nhận một nhiệm vụ. CIA yêu cầu bọn họ tìm được người phụ nữ tên Hattie. Thì ra cô ta bị sai đi lấy vũ khí virus CT-17. Nhưng cô ta đã phản bội, một mình chiếm lấy virus này, còn tiêu diệt hết đồng đội CIA đi theo. Bây giờ CIA yêu cầu hai người hợp tác bắt sống Hattie. Không thể nào, hai người không phục nhau, thế nên nói chỉ có thể chia ra hành động. Xô lái xe dẫn trước đến nơi ở của Hattie, anh ấy nhẹ nhàng mở cửa nhà cô ta. Vừa bước vào thì đằng sau đã có người cầm súng đợi từ lâu. Anh ấy nhanh chóng rút súng xoay người lại bắn một phát, rồi nhanh chóng tránh được cú đấm của đối phương rồi kẹp cổ hắn. Tích đủ lực rồi thúc gối lên, Xô đánh hai đấm, rồi bẻ gãy tay kẻ địch, kéo lại gần dốc một cái khiến hắn đau đớn vô cùng. Hắn chụp một cái bình đập lên đầu anh ấy. Anh ấy nhanh chóng cầm chảo đánh. Anh ấy chỉnh cổ áo lại chút, quay người lại thì bị ăn một đấm. Cứ như vậy mà mấy tên lính quèn đã bị anh xử đẹp. Còn khi Hop vừa đến chỗ này thì Hattie đã rời khỏi đây rồi. Hattie mang kính râm thay đồ muốn chạy trốn, nào ngờ lại bị Hop trước cửa bắt được. Dù sao sức mạnh hai người chênh lệch rất xa. Cô ta rất nhanh đã bị Hop khống chế, anh nhấc cô lên chỉ bằng một tay. Sau khi đến văn phòng cùng Xô, rốt cuộc cô đã nói cho anh sự thật, cô chính là em gái của Xô. Hóa ra hôm đó cô và đồng đội cùng nhau đi cướp virus trong tay bọn khủng bố. Đồng đội rất nhanh đã xử lý xong bọn chúng. Lúc này Briston đột nhiên xuất hiện. Hắn ta chính là Ethan do công ty V sản xuất. Hắn có sức chiến đấu siêu mạnh. Một đồng đội bảo hắn đầu hàng. Nằm xuống đất và giơ tay lên. Hai mắt hắn ta lập tức nhảy sáng. Trong 3 giây đã tính toán được sức chiến đấu của đối phương. Briston chuẩn bị xong nhanh chóng rút súng bắn một phát. Hắn ta vật ngã một người đến người khác. Nhanh chóng chặn họng súng đối phương rồi lên cùi chỏ. Sức chiến đấu của người này vô cùng mạnh. Không những tính toán được sức chiến đấu mà còn có khả năng dự liệu hành động tiếp theo của kẻ địch. Sau khi được cải tạo gen thì bộ đội thường không phải đối thủ của hắn. Trong lúc cấp bách, Hattie buộc phải tiêm virus vào người mình. Mà Briston lại âm mưu hãm hại cô. Chúng ta bị phản bội rồi. Hắn giả giọng của đặc vụ báo Hattie đã mang virus đi, cô đã phản bội tổ chức. Trở lại hiện tại, Hattie nói nếu muốn có được nó thì phải nghĩ cách lấy nó ra giúp mình. Vừa ngắt lời thì tiếng nổ cửa sổ khiến mọi người chú ý. Mười mấy kẻ Ethan từ trên trời rơi xuống. Bắn liên tục vào tổng bộ của CIA. Briston cướp mất Hattie ngay trước mặt Hop và Xô. Nhanh chóng nhảy lầu trốn thoát. Hop bắn một phát hất vai một cái ngã một tên. Xô nắm cùi chỏ hắn rồi đấm một cái. Hai người nhanh đến trước cửa sổ. Nhưng Briston đã chạy xa rồi. Nhưng độ cao này thì sao đuổi theo được. Hop nói hai chúng ta cùng nhảy. Sẵn sàng rồi nha, tôi đến 1, 2, 3 nhảy. Xô xoay người đi thang máy, đập hư hệ thống kiểm soát. Sau đó thang máy rơi xuống tốc độ cao, Hop thấy đuổi không kịp nhảy một phát đáp lên người một tên. Sau khi giải quyết một tên tiếp tục nhảy xuống xử tên tiếp theo. Lúc này Hattie cắt đứt dây an toàn của Briston. Hai người rơi cái bịch xuống, thấy thế Hop cũng nhảy xuống theo. Sau đó cả Hop và Briston đều rơi xuống dưới đất, vừa khéo Xô xuống đến. Sau người đá bay một tên Ethan, sau đó cướp một cây súng nhanh chóng tiêu diệt vài tên. Bây giờ chỉ còn Briston còn chống đỡ được, nhưng Ethan có khả năng tính toán rất mạnh. Tốc độ của Hop bị tua chậm 50 lần. Sau khi tránh được thì hắn đấm vào bụng Hop, khiến anh ấy văng ra ngoài. Có thể thấy sức mạnh thế nào? Súng máy căn bản không có tác dụng gì với hắn. Hop vứt một gói thuốc nổ làm nổ tung hai chiếc xe. Thế mới cầm chân được hắn. Rồi ba người nhanh chóng lái xe chạy thoát. Briston cũng không thua kém. Hắn leo lên chiếc mô tô tự động. Đến ngã tư Xô vỉa lái lợi dụng khe hở lách qua gầm xe. Briston cũng không kém cạnh lách qua khe hẹp. Nhưng đám người Hop tạt đầu xe bảy cua đụng bay Briston đang theo sau. Sau đó Hop đã tìm được tiến sĩ nghiên cứu ra lại virus này. Chỉ có ông ấy mới có thể lấy virus ra khỏi người Hattie. Rất nhanh ông ấy đã bị ba người bắt sống. Ông ấy nhìn tay của Hattie nói bắt buộc phải lấy ra trong vòng 48 giờ. Nếu không chỉ Hattie tèo, mà còn nhiều người tèo hơn. Bây giờ chỉ có hai cách lấy nó ra. Một là trực tiếp tiễn vong cô ta sau đó đốt thành tro. Hai là bằng thiết bị đặc biệt, nhưng thiết bị đó ở căn cứ quân sự. Ông ấy nói đi vào đã rất khó chứ nói gì là ăn trộm đồ. Nhưng việc này vừa đúng ý của Hop và Xô, hai người này có gì chưa thấy qua chứ. Sau đó ba người đến khu vực gần căn cứ quân sự. Trước tiên tìm bạn tốt của Xô, mọi người cùng nhau lên một kế hoạch hoàn hảo. Muốn vào căn cứ thì buộc phải liều, bọn họ để cô ấy đưa Hattie vào mà không cần tốn công gì cả. Cứ thế Hattie bị đưa vào căn cứ quân sự, còn Hop và Xô thì nhảy dù đáp xuống, mở dù ở phía trên ống khói của căn cứ quân sự. Sau khi đáp đất thì hai người lắp bom hẹn giờ,
Kết quả vừa mở cửa thì mấy chục tên Y Tiên đang đứng chờ. Rất nhanh hai người lao vào, Xô dùng áo chống đạn đỡ rồi nhanh chóng đánh rớt súng của hắn. Nắm đầu kéo lại rồi lên gối và ném thẳng vào tường. Bên kia có tên to con thì chỉ cần đấm phát là xong. Hai người rất nhanh giải quyết xong tất cả. Xô cầm đầu một tên ấn vào máy nhận diện khuôn mặt. Nhưng cả buổi trời vẫn không mở được, tình hình có chút ngượng ngùng. May là cuối cùng cửa cũng mở, nhưng trước mặt lại là một nhóm cầm toàn súng thật đạn thật. Hai người đành ngoan ngoãn bị bắt, ông tiến sĩ cũng bị bắt, ông ấy được yêu cầu lấy virus trên người Hattie ra. Hattie đang nằm bên cạnh nhổ ra một chiếc chìa khóa, cô ta phản ứng nhanh chóng đá một cái xử xong một tên. Tiếp đó đá cái nữa, rất nhanh cô đã hạ gục hai tên. Sau đó lấy chìa khóa mở còng tay ra, đứng dậy còn đá thêm phát nữa. Bây giờ hai người phải nhanh đi cứu Hop và Xô. Hai người lén lút trong căn cứ thí nghiệm. Đột nhiên Hattie xông lên nắm cánh tay vật một tên bảo vệ xuống. Hattie ghim cổ rồi lên gối, kéo đến đấm một cái vào mặt đá một cái trực tiếp hạ gục tên còn lại. Còn Hop và Xô thì đang bị trích điện, nào ngờ Hattie đột nhiên xuất hiện chĩa thẳng súng vào Brixton. Nào ngờ súng còn chưa kéo khóa an toàn, cản bản không nổ súng được. May là ông tiến sĩ cầm bình phun lửa xuất hiện kịp thời thu hút sự chú ý của Brixton. Hop và Xô nhanh chóng thoát khỏi dây xích, Hattie xông lên đấm một đấm, cho tên Y Thiền bên cạnh một đá. Còn Hop và Xô thì như bổ dưa thái rau, đám người rất nhanh hạ gục toàn bộ kẻ địch. Sau đó Hattie và Xô cướp một chiếc xe Jeep chạy ra ngoài. Hop cũng lái một chiếc xe tải theo sau, còn ông tiến sĩ thì thảm rối. Sau khi đốt hết đống đồ thí nghiệm đó thì bom hẹn giờ cũng hết giờ. Cả căn cứ quân sự bị nổ tung, nhưng Brixton sẽ không chịu thua luôn đuổi theo phía sau. Trên trời còn có vài chiếc máy bay không người lái. Xô rất nhanh đã bị xe đối phương chặn lại. Dựa vào kỹ thuật lái xe đỉnh cấp của mình, anh ấy lái xe mà như lái máy bay. Bên Hop thì đơn giản rồi, đâm thẳng vào là xong. Nhưng Brixton vẫn âm hồn bất tán đuổi theo lên tận nóc xe tải. Hop và Xô kết hợp đều không phải đối thủ của hắn ta. Nhưng may là giữa đường có tòa nhà kia sập chôn vùi hắn ta. May mắn họ đã lấy được thiết bị trích xuất virus ra. Thế nên Hop dẫn mấy người kia về nhà mình. Dưới sự chỉ đạo của Hop, cả gia tộc bắt đầu hành động chống kẻ địch. Kết quả anh mở kho chứa trang bị ra thì bên trong chỉ còn cuốc và xẻ. Thế nên họ chỉ đành dùng cách truyền thống nhất tạo ra nhiều cái bẫy. Rất nhanh Brixton đã dẫn người tới đây. Thế nên Hop lập bẫy cho nổ bay một chiếc xe, hai bên lao vào hỗn chiến. Hattie đang lấy virus ra thì bị Brixton chặn đường, rồi bắt cô lên máy bay. Hop và Xô nhanh chóng lái xe đuổi theo. Chỗ vô lý nhất cả bộ phim đến rồi này. Hop ném một cọng dây xích ra móc lên trên máy bay. Anh ấy vô cùng bản lĩnh chuẩn bị tay không kéo trực thăng xuống. Kết quả thiếu chút nữa xe bị kéo bay lên trời. May là mấy anh em nhà Hop kịp thời xuất hiện ghép mấy chiếc xe lại với nhau. Trực thăng bị ép kéo xuống, thấy chỉ còn thiếu bước nữa nên Hop đã tay không kéo nó xuống. Cuối cùng nó không chịu được nữa rơi xuống bách núi. Cả Hop và Hattie cũng cùng rơi xuống đó. Ba người chiến một trận cuối cùng. Một bên là hai kẻ phàm nhưng là siêu sát thủ. Bên còn lại kẻ được nâng cấp máy móc. Ban đầu Hop và Xô có vẻ thất thế. Nhưng khi hợp lực lại hai người đã đánh cho tên kia bị lỗi chức năng, không thể phản kháng. Y Thiền có đỉnh cỡ nào thì cuối cùng cũng bị Hop và Xô dần cho một trận. Cái ác cuối cùng không thắng được chính nghĩa. Cuối cùng tên Y Thiền đó rơi xuống vách núi tan xương nát thịt. Vách. Bộ phim đến đây là kết thúc rồi. Cả nhà nhớ ấn like và đăng ký nhé. Bye bye.